Ngày 10 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công tổ chức khai mạc hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Sông Công năm 2024 với phần thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Thái Nguyên lần đầu tiên được tổ chức. Tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Sông Công năm nay có 306 thí sinh là các bí thư, phó bí thư, cấp ủy đến từ 24 đảng bộ trực thuộc thành ủy. Các thí sinh thi trên máy tính hoặc điện thoại di động tại các điểm cầu, Thành ủy Sông Công, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và điểm cầu 10 xã phường. Nội dung thi tập trung chủ yếu trong điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác Đảng. Câu hỏi thi trắc nghiệm do Ban tổ chức hội thi cấp thành phố phát hành và tổ chức thực hiện thi thống nhất trên toàn thành phố. Thí sinh trả lời câu hỏi thông qua việc lựa chọn câu trả lời đúng sai hoặc lựa chọn đáp án A, B, C, D. Kết thúc bài thi, hệ thống sẽ tự động chấm điểm. Theo đánh giá chung của Ban tổ chức, phần thi trắc nghiệm đã thành công tốt đẹp nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Đảng bộ và bộ phận giúp việc tại các điểm cầu. Kết thúc phần thi, thí sinh trả lời đúng 20 trên 20 câu hỏi với thời gian nhanh nhất chỉ dưới 1 phút, chậm nhất là trên 30 phút. Số điểm cơ bản đạt từ 15 đến 20 câu đúng. Đầu tiên thì chúng tôi rất lo lắng. Song đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của các bí thư. Thông qua cái cuộc thi này, đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho tất cả các cái đồng chí bí thư. Mà thông qua cái cuộc thi này thì các đồng chí bí thư sẽ nâng cao được cái trình độ, nghiệp vụ và chuyên môn của mình để có cái trách nhiệm là lãnh đạo, chi bộ và đơn vị của mình để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà Đảng ủy cấp trên giao cho. Đặc biệt tham gia hội thi lần này, Đảng bộ phường Bách Quang có 100% bí thư chi bộ tổ dân phố, chi bộ cơ quan trên địa bàn tham gia, trong đó nhiều thí sinh trên 70 tuổi, tiêu biểu như đồng chí Dương Lâm Sung, bí thư chi bộ tổ dân phố La Đình phường Bách Quang đã 79 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia thi trắc nghiệm đạt kết quả cao. Cuộc thi này thì chúng tôi ngay cái máy tính thì chúng tôi không làm được. Vì cái tay vì cái dê nó không lâu nó không vào được. Cái ra tôi chỉ có thi ở trên cái điện thoại thông minh thôi. Thì điện thoại thông minh thì nó lại bé mắt thì bây giờ nó kém rồi. Thế là phải đeo kính nhìn mãi nó mới trả ra một chữ cho, thế cho nên nó cũng khó khăn. Thế mà chúng tôi thì bản thân tôi cũng cố gắng để làm thế nào tham gia cuộc thi đầy đủ. Và cũng cố gắng để phải làm để thi cũng bằng với các lớp trẻ chứ không là để mà mình nó yếu quá. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc của rất nhiều các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là Đảng bộ phường Mai Quang cũng đã tập trung rất nhiều các nguồn lực và các cái hỗ trợ của các bạn trong tổ kỹ thuật nữa. Chính vì thế mà tinh thần, thái độ của các bác bí thư chi bộ cũng đã được củng cố và quyết tâm rất là cao. Và khi đã nắm rõ được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, mục đích vẫn là để giao lưu học hỏi và trau dồi kiến thức để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng ở cơ sở. Chính vì thế mà cái tinh thần trách nhiệm của bác đã tham gia một cách nhiệt tình. Ngoài ra, có những thí sinh trẻ tuổi tham gia thi với tinh thần nhiệt huyết cao. Những thí sinh ở khối các doanh nghiệp cũng cố gắng khắc phục tính chất công việc đặc thù của công ty để dành thời gian trí tuệ cho công tác đảng. Về thi thì tôi rất phấn khởi vì coi năm nay là năm 37 năm tuổi đảng rồi. Thế nhưng mà tôi rất lần đầu tiên về dự thì cái khí thế của cái chương trình của hội thi ấy, thì khá là coi như là thuận lợi cho những cái cán bộ công tác đảng khá đâu vì hầu hết những cái kỹ năng này chúng tôi đều đã thực hiện cách đây cũng khá nhiều rồi, cho nên là về chuẩn bị thi thì không có vấn đề gì. Và thực sự là đây là tôi nghĩ đây là một cái chương trình coi như là bắt nguồn cho cái việc quản lý về hồ sơ đảng viên số và chương trình kỹ thuật số của nhà nước và đảng. Sau phần thi trắc nghiệm, các chi đảng bộ sẽ lựa chọn những thí sinh đạt kết quả cao để tham gia tiếp phòng thi chào hỏi, thuyết trình và trả lời câu hỏi của hội thi cấp cơ sở. Sau đó tiếp tục lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc tham gia thi cấp thành phố vào tháng 4 năm 2024. Qua cái phần thi trắc nghiệm, phần thi thứ nhất ấy, thì đánh giá ban đầu thì chúng tôi nhận định rằng là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai hết sức đồng bộ. Có những đảng bộ thì đã triển khai theo xây dựng kế hoạch, thành lập ban giám khảo, thành lập ban tổ chức, rồi tổ giúp việc. Thì trong quá trình tập huấn thì chúng tôi gắn với việc cuộc thi này với công tác chuyển đổi số. Thì chúng tôi gắn hai cuộc thi là gắn hai nội dung, một là chuyển đổi số và nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và cái sinh hoạt chi bộ. Thế thì công tác tập huấn đã được đảm bảo đầy đủ. Các cái bí thư chi bộ thì đến sau khi kết thúc cuộc thi thì chúng tôi đánh giá là sử dụng rất thành thạo các cái công nghệ, đặc biệt là có những bí thư thì 7 năm
có những thi bí thư là từ 70 trở ra, nhiều thí sinh thì cũng gặp khó khăn trong việc sử dụng cái công nghệ mới. Nhưng tuy nhiên thì cái việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử ứng dụng trong việc thi thì thấy các thí sinh hết sức thành thạo. Cuộc thi bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, tuyên truyền phổ biến đưa nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực tiễn. Đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, làm cơ sở để các cấp ủy tổ chức đảng có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, góp phần xây dựng hệ thống chi đảng bộ trong sạch, vững mạnh.